Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên à, Hôm nay thì em sẽ lên một cái cây giả hạt năm cánh trắng, mùi trắng mà được rất nhiều anh em là nhắc và có hỏi tới trong cái thời gian gần đây à, vừa rồi thì cũng đã lên một cái clip hoa lúc là cây cây năm cánh trắng mày ngày nó nở ở vườn á thì chắc các bác chị nếu mà theo dõi kênh là chắc cũng là thấy cái clip của em đăng lên đó rồi ha và hôm nay thì ở trong vườn em thì đang có trước mặt mọi người đây là một cái cây năm cánh trắng mày ngày mọi người nha đây mọi người xem hiện tại thì cây nó là một cái cây ươm tự nhiên Đó à, và đang lên được chắc tầm cỡ 6cm mọi người ha 6cm cái giống cây năm cái trắng mày ngày á thì cái thân lá thì nó cái thân nó kiểu giống nó như que đũa chứ nó không có được to mập giống như là một số cây giống khác mọi người nha là một số giống thì thân nó to mập nhưng mà riêng cái cây năm cái trắng mày ngày á thì nó thân nó như que đũa thôi nhưng mà cái thân này á nó nhỏ nhưng mà cái hoa nó lại có vỏ mọi người hoa thì gọi là đẹp kinh khủng và nó thuộc vào trong những cái hàng mà cái cây năm cái trắng mà đắt đỏ và hoa đẹp cũng như là giá trị nhất trên thị trường hiện nay nên là anh em chúng ta xem clip ngày hôm nay nếu mà thấy giá nó vài triệu thì cũng đừng quá bờ ngỡ nha mọi người bởi vì trước đây thì giá nó vài tỷ nhưng mà giờ thì gọi là vài triệu thôi. Thì cây lan mà bữa nay thì nói chung là giá xuống kinh khủng lắm mọi người. À, nhưng mà với cái mức giá đó thì em nghĩ là anh em nào mà muốn sưu tầm thì chắc là là cũng dễ dàng sưu tầm hơn ngày xưa ha. Ngày xưa thì chắc là chỉ được nhìn qua những cái clip hoặc những cái hình ảnh trên mạng thôi chứ ít khi mà được sờ cầm tận tay cái cây ở tại vườn mình lắm. Rồi à, đầu tiên thì năm cánh trắng mày ngày nó nở hoa ra sao thì em sẽ chèn ngay đây clip hoa năm cánh trắng bình ngày lúc nở ở vườn mọi người nha. Đây rồi cây thì ra năm cánh trắng mũi trắng sạch luôn đôi mắt rất là đẹp mọi người. Đấy. Hoa thơm về nguồn gốc cây thì nếu mà anh em nào chưa biết nguồn gốc của cây năm cái trắng bảy ngày thì để em giới thiệu luôn thì cây được sổ ra tại gia lai mọi người nha chính thức được sổ ra tại gia lai đó. sau đó thì bắt đầu là được nhiều anh em yêu lan giả hạt năm cái trắng cả nước biết đến từ đó thì cái cây năm trắng bảy ngày nó nổi danh nói chung là cây này nó nổi tiếng vì hoa nó đẹp mọi người hoa đẹp thực sự chứ không phải là, là bị làm giá đâu tất nhiên thì có những lúc cái mức giá nó rất là cao đó. Rồi đó là về cái hình ảnh hoa của cây nam trắng mày ngày lúc nở ở vườn mọi người ha Và hôm nay thì lên quay clip ở đây chia sẻ mọi người cái cây này à. Rồi anh em muốn siêu tâm thì có thể là liên hệ với em Cây này thì đây mọi người xem ra nó tầm cỡ 6 cm nha, 6 cent. Giá giá thì em bán em công khai luôn, nói chung là em đã bán lan là em báo giá luôn chứ mọi người không cần phải inbox in đô gì đâu nha. Đó, báo giá trực tiếp là cái cây này thì có giá là 7 triệu mọi người nhé 7 triệu cho cây uh, mai ngày. Anh em uh, mua thì có thể là nhận luôn. Uh, chuyển khoản nhận luôn hoặc là có thể là gửi uh, cây ở lại vườn chăm sóc đến khi nào muốn lấy thôi thì tùy anh em ha thì muốn lấy về luôn cũng được hoặc là muốn gửi lại vườn chăm đến khi nào ví dụ cây thắt ngọn mập khỏe gì đó, và lấy về cũng được nói chung là hoặc là chăm tới năm sau lấy cũng được Nhưng vườn em thì thoải mái mọi người thích gửi bao lâu gửi ha rồi đó. thì bây giờ thì quay kỹ hơn về cái cây năm cái trắng mấy ngày đây mọi người nha Đấy. đây đem nắng tí Mình cảnh rắn mấy ngày thì cái thân lá là nó sạch hết mọi người thân thì nó dạng thân nhỏ mảnh thôi như que đũa chứ không phải mập giống như một số cái loại cây khác thân thì mang đặc tính là xanh sạch hết nha lá thì cũng dạng lá nhỏ thôi chứ không phải lá tròn to cũng không phải là lại dạng lá dài rồi rồi hôm nay thì cái cây này thì có giá là 7 triệu luôn nhé mọi người 7 triệu nha Thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm năm cái trắng mày ngày Chuẩn cây chuẩn giống đã nở hoa tại vườn Thì có thể là liên hệ với em nha Liên hệ đại 0384 750 258 Rồi Đó. Rồi, Rồi. Rồi còn ví dụ anh em nào chưa có điều kiện để sưu tầm thì chúng ta có thể là xem clip tìm hiểu thêm về cây năm cây trắng bài ngày này hoặc là ngắm hình cây với hình hoa cái clip hoa thì em đã có trên lúc nãy sau này có điều kiện ta siêu tầm sau hoặc là đợi lúc cây nó có những cái mức giá phải chăng hơn thì anh em ta siêu tầm nói chung là cũng chưa biết trước được mọi người bởi vì tương lai thì cây nó có thể nó giá nó rẻ xuống hoặc là nó cũng cao lên thì cái đó thì em chưa biết trước được nhưng mà nếu mà à, có điều kiện thì chúng ta có thể là là siêu tâm cây này về chơi làm giống là một trong số những cái cây mà được đánh giá là đẹp và đắt tiền nhất thị trường hiện nay mọi người nha sánh ngang với những cây nàng thơ hoặc là những cây như bảo duy rồi mọi người ha rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác anh chị ha giá là 7 triệu mọi người nha xin chào và hẹn gặp lại cả nhà